Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái phần mềm AutoClick trên các ứng dụng hoặc là một số game chạy trên hệ điều hành Android. Đó là phần mềm AutoClicker. Các bạn có thể tải ứng dụng này ở trên Shop Play. Hiện tại mình đang sử dụng cái giả lập BlueStacks trên Windows. Ứng dụng này nó sẽ yêu cầu các bạn là có quyền để chạy nền. Sau khi cài đặt xong và cấp quyền cho nó thì các bạn mở ứng dụng thì nó sẽ có hai tùy chọn là clip đơn điểm và clip đa điểm. Cái trên là clip đơn điểm, còn cái ở giữa là cái clip đa điểm. Các bạn có thể vào bằng Steam để tùy chỉnh cái thời gian ở đây. Cái khoảng delay là cái khoảng thời gian cách giữa những cái lần bấm với nhau, thì nó đang mặc định là 100 ms giây, và nó cũng khuyến cáo là thời gian này phải trên 100 trên 40 ms giây, chứ nếu không cái màn hình của bạn nó có thể bị đơ cảm ứng hoặc nó bị tối màn hình. Còn cái sweep duration đó, là cái khoảng thời gian vuốt đó, thì nó tối ưu là trên 300 ms giây, nó đang mặc định là 500 ms giây. Bây giờ mình sẽ chọn cái clip đa điểm và vào chơi thử một game. Ở đây mình sẽ chơi game Ram Defense, là một cái game phòng thủ. Cái bản mình đang chơi là cái bản mod, nó đã mod kim cương và mod dom trong cái trò chơi này. Cái này thì các bạn có thể chơi kiểu như offline thôi, còn không để chơi cái thách đấu giải đấu được. Các tướng bây giờ đã lên được cái rank 6 và max level hết rồi. Mình cài trên này là chủ yếu để test tướng thôi. Ở đây hàng ngày mình có thể kiếm cái kim cương bằng cách là quay thưởng, chơi nhiệm vụ thách đấu hàng ngày, hoặc là mình có thể vào trong cái phần thành tựu. Ở đây thì nó có một số nhiệm vụ để mình làm, ví dụ như là ví dụ phần tháp đây thì mình phải xây được khoảng cỡ 10.000 tháp thì nó sẽ đạt được cái phần thưởng tiếp theo là 60 kim cương, hoặc là xây dựng mấy cái tháp ở dưới đây, những cái nào mà chưa đạt được á thì có thể chơi để cho nó đạt được và nhận được kim cương. Thì mình có một mẹo, đó là mình sẽ chơi cái ván đầu tiên giới hạn đi của trò này. Mình sẽ chọn những cái tướng đánh xa mà mình thích. Giờ mình sẽ bắt đầu trận đấu. Bây giờ nó sẽ cho các bạn xây dựng các cái tháp để mình phòng thủ, mình coi cái hướng để mình xây dựng tháp. Ví dụ đây mình sẽ xây một cái trống, hoặc là mình xây có cái tháp bắn cung. Vì game này nó mod dom á, nên là chỉ cần bo tướng này, không cần trụ vẫn có thể thắng được. Mình sẽ cho nó chơi tới cái mạng 4 trên 5. Lúc đó thì mình sẽ bắt đầu xây dựng tháp. Khi đó thì
mình chẳng hạn như mình xây một cái tháp bắn cung, sau mình sẽ bán đi á, thì số tiền mình nhận được là 70% của cái tháp cũ. Sau đó mình cứ như vậy mình sẽ thay tháp liên tục và bán đi, xây liên tục thì nó vẫn tính được các bạn là một ván bạn xây được rất nhiều tháp. Mình lợi dụng cái này để mình kiếm cái kim cương. Trong trường hợp nếu mà mình hết cách để mình kiếm kim cương thì mình có thể dùng cách này. Nhưng mà khi bạn đạt tới số tháp tối đa thì nó sẽ không cho các bạn xây được nữa, không không cho nhận thưởng kim cương nữa. Ở đây sau khi nó hết lính rồi thì mình sẽ bắt đầu mình xây dựng tháp. Cái tháp mình muốn xây dựng là cái tháp bắn cung 100 vàng này. Mình nhớ có cái nút để tí mình học lệnh cho nó. Các bạn bấm vô cộng để tìm một cái điểm. Sau các bạn nhớ cái cung thì nó nằm ở phía dưới bên phải một chút. Tới điểm thứ ba là mình sẽ chọn vào cái vị trí xây tháp. Cái điểm thứ năm là cái điểm để xác nhận mình bán cái tháp này đi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Mình bấm nút play với trên để chạy thử. Hiện tại do mình cài đặt nó cũng bị lệch cái vị trí nên mình sẽ chỉnh lại một chút. Con chuột mình không biết vì sao mà nó đoạn này mình thao tác nó không được. Rồi, bây giờ mình đã cài đặt cho nó chạy thành công. Bây giờ mình sẽ đợi cho đến khi nào mà nó chạy, đến khi nào hết điện của cái ván 5, ván 4 trên 5 rồi. Các bạn phải bấm nút dừng để tạm dừng, bấm dấu trừ để xóa bớt có cái điểm, bấm dấu cộng để thêm điểm lại. Ở phần thị chỉnh có ba chế độ chạy là chạy cho đến khi nào các bạn bấm dừng, chế độ thứ hai là chạy theo thời gian, chế độ thứ ba là chạy theo cái số lượt. Mình sẽ cho chạy đến khi nào dừng, muốn dừng thì dừng. Các bạn có thể thu nhỏ bằng cách bấm vào nút mũi tên 4 chiều. Đầu này mình sẽ tua nhanh một chút. Các bạn có thể áp dụng cái auto clicker này để chơi một số game yêu cầu tốc độ click nhanh. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Nếu thấy video hữu ích, mọi người đừng quên bấm thích, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn.